Nhà David và nhà Saul giao chiến nhau lâu ngày, nhưng David càng ngày càng mạnh, còn nhà Saul càng ngày càng yếu. Hai trong khi ở tại Hebron, David sanh nhiều con trai. Con trưởng nam là Amnon, do Ahinoam ở Jezreel, bà con thứ nhì là Kileab, do Abigail, trước làm vợ của Nabanh ở Cạt-mên, con thứ ba là Absalom, mẹ người là Ma-a-ca, con gái của Thanh Mai, vua Gesuzer, bốn con thứ tư là Adonijah, con trai của Hagit, con thứ năm là Sephatia, con trai của Abitanh, năm và con thứ sáu là Zizream, do Ekla là vợ David. Đó là những con trai đã sanh cho David, trong khi người ở tại Hebron. Sáu chọn trong lúc nhà Saul và nhà David tranh chiến nhau, thì Abner bình vị nhà Saul. Bảy và, Saul có một vợ lẽ, tên là Zitba, con gái của Aza. Ích-bô-sét nói cùng Abner rằng, cớ sao ngươi đến cùng vợ lẽ của cha ta? Tám Abner lấy làm giận lắm về các lời của Ích-bô-sét, mà nói rằng, tôi há là đầu chó mà hầu việc Judah sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà của Saul, cha vua, cho các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải xa vào tay của David, mà ngày nay vua lại trách tôi về lỗi phạm với người nữ này. Chính nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề, nếu tôi chẳng vì David làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người, mới tức là rời nước khỏi nhà Saul qua nhà David, và lập ngôi David trên Israel và trên Judah, từ Đan cho đến Be-e-sê-ba. 11 Ích-bô-sét không dám đáp một lời nào cùng Abner, bởi vì sợ người. 12 Abner sai sứ đến David, đặng thay mình nói rằng, sứ sẽ thuộc về ai? Hãy lập giao ước với tôi, tay tôi sẽ giúp ông, đặng hiệp lại cả Israel cho ông. 13 David đáp, phải lắm, ta sẽ lập giao ước với ngươi. Ta chỉ xin ngươi một điều, là khi ngươi đến thăm ta, chớ đến ra mắt ta trước khi chưa dẫn Mi-canh, con gái của Saul đến. 14 David bèn sai sứ giả đến Ích-bô-sét con trai của Saul mà nói rằng, hãy trả lại Mi-canh, vợ ta, mà ta đã cưới bằng sinh lễ 100 dương bỉ Philistin. 15 Ích-bô-sét bèn sai người bắt nàng nơi nhà chồng nàng, là Phatien, con trai của La-ích 16 chồng nàng vừa đưa đi vừa khóc, theo đến Ba-hu-zim. Đoạn Abner nói với người rằng, hãy đi, trở về nhà ngươi. Rồi Phatien trở về. 17 Abner nói cùng các trưởng lão Israel rằng, đã lâu nay, các ông ao ước được David làm vua. 18 Vậy bây giờ, hãy làm đi, vì Đức Giê-hô-va có phán cùng David rằng, ấy bởi David, tôi tớ ta, mà ta sẽ giải cứu dân Israel ta khỏi tay dân Philistin và khỏi tay mọi kẻ thù nghịch họ. 19 Abner cũng nói như lời ấy cùng dân Benjamin, đoạn người đi đến Hebron, để tỏ cho David biết sự nghị định của Israel, và của cả nhà Benjamin. 20 Vậy, Abner đi đến David tại Hebron, đem theo 20 người, rồi David bày một tiệc đãi Abner cùng những kẻ đi theo người. 21 Abner bèn nói cùng David rằng, tôi sẽ đi hội hiệp lại cả dân Israel đến cùng vua, là chúa tôi, hầu cho chúng lập giao ước với chúa, và chúa sẽ làm vua cho cả Israel, y như lòng chúa ước ao. Vậy, David cho Abner về, và người đi bình yên. 22 Và, lấy tớ của David đi cùng Joab đánh quân thù nghịch trở về, có đem nhiều của giặc. Abner chẳng còn ở cùng David tại Hebron, vì David đã cho người về, và người đi bình an. 23 Vậy, Joab cùng cả đạo binh trở về, người có đem tin cho người hay rằng, Abner, con trai Ner, đã đến cùng vua, vua để cho người về, và người đi bình yên. 24 Joab bèn đến cùng vua mà hỏi rằng, vua có làm điều chi? Kìa, Abner đã đến nhà vua, cớ sau đã cho người đi về, con trai của Ner, chớ, người đến chỉ để gạt vua, để dình các đường đi ra đi vào của vua, và đặng biết mọi điều vua làm. 26 Đoạn, Joab lui khỏi David, sai những sứ giả theo Abner nối gót mà rượu người từ hồ chứa nước si ra về, mà không cho David hay. 27 Khi Abner trở về Hebron, Joab đem người riêng ra trong cửa thành, dường muốn nói việc kín cùng người, ở đó bèn đâm người trong bụng và giết đi, đặng báo thù huyết cho Asael, em của Joab. 28 David liền hay, bèn nói rằng, ta và nước ta vô tội đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va về huyết của Abner, con trai Ner. 29 Nguyện huyết ấy đổ lại trên đầu Joab và trên cả nhà cha người. Nguyện nhà Joab chẳng thiếu người bị bệnh bạch trược, bệnh phung, kẻ bại suội, kẻ bị gươm ngã chết, kẻ thiếu bánh ăn. 30 Joab và Abisai, em người, giết Abner là như vậy, bởi vì Abner đã giết Asael, em của hai người, sau khi chiến trận tại Gabaon. 31 David nói cùng Joab và cả dân sự theo người rằng, hãy xé áo các ngươi, thắt bao nơi lưng, và than khóc Abner. Rồi David đi theo sau linh cữu. 32 Khi chúng đã chôn Abner tại Hebron rồi, vua cất tiếng lên khóc tại mồ Abner, cả dân sự cũng khóc. 33 Vua làm một bài điếu Abner rằng, Abner há đáng chết như kẻ ngu dại chết sao? 34 Tay ngươi chẳng bị trói, chân ngươi cũng chẳng mang xiềng, ngươi ngã chết khác nào người ta ngã trước mặt kẻ sát nhân. 35 Nghe lời này, cả dân sự đều khóc.
đoạn, hết thảy đến gần xin người ăn ít miếng bánh trước khi hết ngày. Nhưng David thề rằng, nếu trước khi mặt trời lặn, ta ăn một miếng bánh hay là vật chi khác, nguyện Đức Giê-hô-va phạt ta cách nặng nề. 36 dân sự đều để ý vào đó và lấy làm tốt lành, chẳng có điều gì vua làm mà chúng không lấy làm tốt lành. 37 Như vậy, trong ngày đó, dân Israel nhìn biết rằng vua chẳng can gì đến tội giết Abner, con trai của Ner. 38 Vua nói cùng các đầy tớ mình rằng, một quan trưởng, một đại nhân trong Israel đã thác ngày nay, các ngươi há chẳng biết sao. 39 Về phần ta, ngày nay hãy còn yếu, dẫu rằng ta đã chịu sức dầu lập làm vua, và những kẻ kia, là các con trai của Seruza, là cường bạo cho ta quá. Nguyện Đức Giê-hô-va báo kẻ làm ác này, tùy sự ác của nó. We'll be right back.